Phi Yến chào mừng quý vị cùng đến với 60 phút toàn cảnh ngày hôm nay. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 29 tháng 6 sẽ có những nội dung nổi bật như sau. Trên thế giới, Mỹ-Trung muốn tăng cường các chuyến bay thương mại. Ukraine muốn trở thành quốc gia không tiền mặt đầu tiên trên thế giới. Bất chấp bị cấm vận, Nga chiếm gần một nửa lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ. Nhật Bản, Hàn Quốc đàm phán về trao đổi tiền tệ. AstraZeneca sẽ bỏ ra gần nửa tỷ đô la Mỹ để trồng 200 triệu cây xanh. Trong nước, thương mại hai chiều Việt Nam-Trung Quốc đạt trung bình 10 tỷ đô la Mỹ một tháng. GDP quý 2 chỉ tăng 4,14%, gần chạm đáy 13 năm. 13 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp đã phát điện lên lưới. Hà Nội dự kiến tăng giá nước sạch từ 1 tháng 7. Quảng Nam, ngư dân phấn khởi khi mực câu được mùa, được giá. Mở đầu là những thông tin đáng chú ý trên thế giới, thưa quý vị. Nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ về Đông Á, ông Daniel Crittenbrink vừa cho biết, nước này và Trung Quốc đã đồng ý xem xét mở rộng các chuyến bay thương mại để cải thiện tình hình buôn bán và giao lưu nhân dân. Ông Crittenbrink phát biểu tại một sự kiện của nhóm chuyên gia tư vấn ở Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Washington rằng hai quốc gia đã đồng ý xem xét việc tăng dần số lượng các chuyến bay thương mại xuyên biên giới. Ông thông báo có khoảng 350 chuyến bay mỗi tuần giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trước khi dịch COVID-19 bùng phát. Nhưng hiện nay chỉ còn 24 chuyến, hai nước có thể làm tốt hơn rất nhiều. Ông nói thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Antony Blinken hồi đầu tháng. Sau chuyến đi thì Washington và Bắc Kinh đã không tạo được bước đột phá nào liên quan đến sự đối đầu, nhưng đồng ý cùng nhau ổn định mối quan hệ. Ngay sau chuyến đi của ông Blinken, thì Tổng thống Joe Biden đã gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là nhà độc tài, khiến quan hệ hai bên thêm trắc trở. Khi dịch COVID-19 bắt đầu vào năm 2020, thì hai nước đã hạn chế các chuyến bay và việc đi lại để ngăn chặn sự lây lan của mầm bệnh. Dịch vụ hàng không đến nay vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn. Ông Crittenbrink cũng nói Hoa Kỳ muốn đảo ngược sự mất cân bằng về số lượng sinh viên Trung Quốc ở Hoa Kỳ và sinh viên Hoa Kỳ ở Trung Quốc. Hiện nay, khoảng 300.000 sinh viên Trung Quốc đang học ở Hoa Kỳ, so với chỉ 350 ở chiều ngược lại. Liên minh châu Âu EU vào thứ Tư 28 tháng 6 đã thực hiện bước quan trọng đầu tiên hướng tới việc tung ra phiên bản kỹ thuật số của đồng euro. Đây là một dự án gây tranh cãi, đã bị các chính trị gia và ngân hàng nghi ngờ. Từ Trung Quốc đến Hoa Kỳ, Jamaica đến Nhật Bản, hơn 100 ngân hàng trung ương trên thế giới đang xúc tiến hoặc chuẩn bị triển khai các loại tiền kỹ thuật số khi thanh toán điện tử phát triển. Ý tưởng về phiên bản kỹ thuật số của đồng euro bắt đầu vào năm 2020 khi Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB Christine Lagarde đề xuất. Sau đó, cơ quan có trụ sở ở Frankfurt đã tiến hành tham vấn cộng đồng. Ủy ban châu Âu đã công bố một đề xuất vào thứ Tư 28 tháng 6. Đây là nền tảng pháp lý để ECB có thể tung ra đồng euro kỹ thuật số trong thời gian tới. Loại tiền này sẽ nhắm đến người dân sống trong khu vực đồng euro và khách du lịch. Nó cung cấp một tùy chọn thanh toán cho công dân, sử dụng cả trực tuyến lẫn ngoại tuyến, do đó bảo mật hơn nhiều tiền giấy truyền thống. Dự thảo muốn thành hiện thực phải được 27 quốc gia thành viên EU và Nghị viện châu Âu thông qua. Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Vandis Dombrovskis nói với các phóng viên, Euro là đồng tiền được giao dịch nhiều thứ hai trên thế giới. Chúng ta không thể đi ngược xu thế. Chúng ta cần tiến lên phía trước với một loại tiền kỹ thuật số. Một số nhà phê bình đặt câu hỏi về sự cần thiết của đồng euro kỹ thuật số. Một số ngân hàng cũng cảnh báo về rủi ro. Nghiên cứu riêng của ECB cũng cho thấy công chúng lo ngại về quyền riêng tư trong thanh toán. Nghị sĩ Markus Faeber của Đức nói ECB và Ủy ban châu Âu vẫn chưa đưa ra lý do thuyết phục tại sao cần đồng euro kỹ thuật số và giá trị gia tăng mà nó sẽ mang lại. Bà Lagarde nói vào tháng 3 rằng tiền kỹ thuật số rất quan trọng trong quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch và bảo vệ quyền tự chủ thanh toán của châu Âu. Theo hãng tin RT, chính phủ Ukraine đang xem xét loại bỏ hoàn toàn lưu thông tiền mặt trong nước nhằm dập tắt tham nhũng. Điều này có thể giúp Ukraine trở thành nền kinh tế không tiền mặt đầu tiên trên thế giới. Phó chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Rostislav Shuma hôm 28 tháng 6 tiết lộ rằng nước này đang xem xét áp đặt lệnh cấm hoàn toàn việc lưu thông tiền mặt nhằm ngăn chặn hối lộ. Tờ Komsomolskaya Pravda ở Ukraine dẫn lời ông Shuma nói rằng nhóm chúng tôi cùng với Thủ tướng và Tổng thống đã có những cuộc thảo luận sâu sắc và nghiêm túc về liệu có nên thúc đẩy việc này hay không. Ukraine muốn trở thành nền kinh tế không tiền mặt đầu tiên trên thế giới.
Ông Schumer bày tỏ hy vọng rằng quyết định cuối cùng sẽ là có, đồng thời cho biết biện pháp trên có thể xử lý 95-99% các vụ tham nhũng ở Ukraine. Tuy nhiên, các nhà kinh tế đã bày tỏ nghi ngờ về kế hoạch trên. Nhà phân tích tài chính Alexei Kosh lưu ý, lệnh cấm sẽ thúc đẩy đồng hryvnia của Ukraine chuyển sang đồng đô la Mỹ, dẫn đến sự sụp đổ của đồng tiền quốc gia. Hơn nữa, tiền mặt là phương tiện thanh toán duy nhất nếu xảy ra sự cố mất điện. Người đứng đầu trung tâm phân tích Ukraine Alexei Ogrimenko lập luận, những doanh nghiệp hay cá nhân Ukraine từ trước đến nay đã trả hối lộ thông qua các công ty nước ngoài. Vì vậy, việc loại bỏ tiền mặt không có tác dụng gì trong việc ngăn chặn tham nhũng. Kính thưa quý vị, tờ Bloomberg dự báo Ả Rập Xê Út sẽ cắt giảm dầu xuất khẩu sang Mỹ kể từ tháng 7. Lý do từ tháng 7 thì Ả Rập Xê Út sẽ cắt giảm sản lượng khai thác 1 triệu thùng một ngày, tương đương mức giảm 10%. Vương quốc dầu mỏ Trung Đông sẽ chỉ khai thác 9 triệu thùng dầu một ngày, mức thấp nhất kể từ năm 2011. Như vậy, nước này ước tính sẽ chỉ còn 6 triệu thùng dầu để phục vụ xuất khẩu. Theo Bloomberg, Ả Rập Xê Út đang tập trung cắt giảm dầu xuất sang Mỹ và châu Âu, trong khi nguồn dầu thô cung cấp cho các nước châu Á gần như không đổi. Tờ báo Mỹ nói thêm, tập đoàn dầu mỏ Saudi Aramco thuộc sở hữu của Hoàng gia Ả Rập Xê Út đã cam kết đảm bảo nguồn cung cho các nhà máy lọc dầu ở châu Á. Mức cắt giảm sẽ chủ yếu tác động đến thị trường Mỹ và châu Âu. Saudi Aramco hiện sở hữu nhà máy lọc dầu Motiva lớn nhất Bắc Mỹ ở bang Texas. Cơ sở có thể lọc 630.000 thùng dầu một ngày, nhưng có thể bị cắt giảm sản xuất vào tháng tới. Mỹ hiện nay đã ít phụ thuộc hơn vào nguồn dầu mỏ từ Ả Rập Xê Út nhờ đa dạng hóa nguồn cung. Nhưng mức giảm đột ngột này có thể tạo ra biến động cho thị trường dầu tại Mỹ. Bloomberg đưa tin xuất khẩu dầu của Nga sang Ấn Độ đạt kỷ lục trong tháng 5 vừa qua. Dữ liệu từ công ty phân tích Kepler cho thấy Nga chiếm 46% tổng lượng dầu nhập khẩu của quốc gia Nam Á vào tháng trước, một bước nhảy đáng kinh ngạc so với dưới 2% trước khi phương Tây cấm vận dầu thô của xứ Bạch Dương. Các chuyến hàng từ đối tác Trung Đông truyền thống của Ấn Độ đã tụt lại phía sau vì Ấn Độ mua dầu của Nga với mức chiết khấu cao, đặc biệt khi phương Tây áp trần giá dầu 60 đô la Mỹ một thùng với dầu thô Nga từ cuối năm ngoái. Vào tháng 4 thì giá trung bình của dầu thô Nga giao cho Ấn Độ là 68,21 đô la Mỹ một thùng, trong khi dầu của Ả Rập Saudi ở mức 86,96 đô la Mỹ. Bloomberg lưu ý Trung Quốc cũng mua nhiều dầu thô của Nga hơn trong năm qua với lượng nhập khẩu cao kỷ lục. Nhưng Ấn Độ, đối tác chiến lược của Hoa Kỳ cũng góp phần hỗ trợ nền kinh tế Nga. Tuy nhiên, thì Bloomberg chỉ ra rằng không phải tất cả nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đều sẵn sàng tăng nguồn cung từ Nga, vì các nhà máy này không được thiết kế để xử lý dầu từ Nga. Ví dụ, nhà máy lọc dầu PPCL ở Mumbai không có bộ phận cho phép xử lý dầu thô nặng hơn, chứa nhiều lưu huỳnh như của Nga. Theo truyền thông Pakistan, một tàu chở dầu thô từ Nga đã cập cảng Karachi tại nước này vào hôm 27 tháng 6. Đây là chuyến hàng thứ hai theo thỏa thuận giữa Moscow và Islamabad ký kết hồi tháng Giêng. Chuyến tàu đợt này được cho là chở 55.000 tấn dầu, có kế hoạch cập bến vào ngày 20 tháng 6, nhưng bị trì hoãn do thiếu chỗ chứa tại nhà máy lọc dầu ở Pakistan. Theo hãng tin RT, Pakistan nhập khẩu khoảng 70% lượng xăng dầu của mình. Quốc gia này đã nhận chuyến hàng dầu thô đầu tiên từ Nga vào ngày 12 tháng 6. Lô hàng được thanh toán bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. Hợp tác kinh tế giữa Nga và Pakistan đã tăng cường trong năm qua khi Moscow tìm cách đa dạng hóa quan hệ đối tác thương mại nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Các chuyên gia cho rằng thỏa thuận cung cấp dầu thô giữa hai nước sẽ giúp thúc đẩy mối quan hệ hợp tác song phương với tiềm năng đạt được 20 tỷ đô la Mỹ giá trị buôn bán mỗi năm. Theo Ngân hàng Thế giới World Bank, thì kinh tế Thái Lan có thể tăng trưởng 3,9% trong năm nay, nhiều hơn so với dự báo trước đó là 3,6%. Lý do nằm ở tăng trưởng tiêu dùng cá nhân và sự phục hồi của ngành du lịch. Nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á tăng trưởng 2,6% vào năm 2022, lúc lĩnh vực du lịch bắt đầu phục hồi, sau khi các biện pháp hạn chế đi lại liên quan đến đại dịch được nới lỏng. Ngân hàng Thế giới cho biết vào ngày 28 tháng 6, tăng trưởng dự kiến của Thái Lan ở mức 3,6% vào năm 2024 và 3,4% vào năm 2025. Trong đó, thì du lịch và tiêu dùng cá nhân vẫn là động lực chính khi nhu cầu mua hàng từ bên ngoài suy yếu. Sự quay lại của khách du lịch đặc biệt là từ Trung Quốc đã củng cố triển vọng tăng trưởng của Thái Lan. Lượng khách dự kiến đạt 28,5 triệu trong năm nay, bằng 84% so với mức trước đại dịch năm 2019. Tuy nhiên, rủi ro từ tăng trưởng toàn cầu yếu và bất ổn chính trị vẫn đặt ra những thách thức đối với triển vọng của Thái Lan trong ngắn hạn. Thái Lan đang trong quá trình thành lập chính phủ mới sau cuộc bầu cử hồi tháng 5, nhưng nghi ngờ vẫn tồn tại. Liệu lãnh đạo của đảng Move Forward có đủ sự ủng hộ để được bầu làm thủ tướng hay không?
Nhật Bản và Liên minh châu Âu ngày 27 tháng 6 đã đồng ý tăng cường hợp tác an ninh kinh tế bằng cách đẩy mạnh khả năng phục hồi chuỗi cung ứng chất bán dẫn và các vật liệu quan trọng khác. Điều này cũng nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Trong cuộc đối thoại cấp cao lần thứ ba về kinh tế như thương mại và năng lượng, đại diện của Nhật Bản và EU cũng cho biết họ sẽ cùng nhau thực hiện các biện pháp chống lại sự cạnh tranh không bình đẳng của Trung Quốc liên quan đến việc sử dụng công cụ kinh tế để đạt được mục tiêu chính trị và gây ảnh hưởng. Đại diện Nhật Bản tham dự phiên họp trực tuyến là Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Yasutoshi Nishimura cùng với Bộ trưởng Ngoại giao Yoshimasa Hayashi. Bên kia là sự tham gia của ông Vandis Dombrovskis, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu phụ trách kinh tế. Lời kêu gọi củng cố chuỗi cung ứng được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, tiếp tục làm gia tăng sự bất ổn về kinh tế và địa chính trị toàn cầu. Ông Dombrovskis nói trong cuộc họp rằng EU có thể tách rời một phần nền kinh tế của mình khỏi Nga như ngưng nhập dầu mỏ và khí đốt. Điều này vô tình thúc đẩy sự phát triển của năng lượng tái tạo. EU cũng sẽ giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong những nguồn cung quan trọng như đất hiếm và kim loại quý. Lần cuối cùng Nhật Bản và EU tổ chức đối thoại kinh tế là vào tháng 10 2022, khi trọng tâm là tầm quan trọng của việc đảm bảo nguồn cung lương thực và năng lượng. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản hôm thứ Tư 28 tháng 6 đã bảo vệ chính sách tiếp tục nới lỏng tiền tệ khi đồng yên giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tháng so với đồng đô la Mỹ. Thống đốc Kazuo Ueda nói, mặc dù tỷ lệ lạm phát cơ bản vẫn trên 3%, cao hơn nhiều so với mục tiêu 2%, nhưng chúng tôi cho rằng không nên tăng lãi suất hay siết chặt tiền tệ vì sẽ ảnh hưởng không tốt đến phục hồi kinh tế. Đó là lý do tại sao chúng tôi giữ nguyên chính sách của mình. Phát biểu được đưa ra trong phiên họp của một diễn đàn do Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB chủ trì với sự tham dự của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Jerome Powell, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Andrew Bailey. Ông Ueda nói tiếp, đồng yên của Nhật Bản bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác ngoài chính sách tiền tệ, bao gồm cả chính sách của ba ngân hàng trung ương đối tác này. Các ngân hàng trung ương Hoa Kỳ, Anh và châu Âu đã tăng lãi suất cơ bản để chống lại tình trạng giá cả cao, trái ngược với Nhật Bản khi liên tục bơm tiền vào thị trường với lãi suất cực thấp. Những ngày qua, đồng đô la Mỹ đã lên mức 144,62 yên đổi 1 đô la Mỹ, cao chưa từng thấy kể từ tháng 11 năm ngoái, sau khi ông Powell nói Hoa Kỳ có thể thắt chặt hơn nữa chính sách tiền tệ. Nhà chức trách Nhật Bản đã đưa ra một loạt cảnh báo trong những ngày gần đây khi đồng yên gặp áp lực bán vào lúc lãi suất giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ ngày càng khác biệt. Năm 2022, Bộ Tài chính Nhật Bản đã tiến hành nhiều biện pháp can thiệp để mua lại đồng yên và bán đồng đô la Mỹ để ngăn chặn sự suy giảm giá trị của đồng nội tệ. Báo chí Hàn Quốc cho biết từ ngày 29 tháng 6, thì nước này và Nhật Bản sẽ tổ chức đối thoại tài chính song phương lần đầu tiên sau 7 năm, khi cả hai tìm cách hàn gắn mối quan hệ trong lúc cùng đối mặt với mối đe dọa từ Trung Quốc và chương trình tên lửa của Triều Tiên. Trong cuộc gặp, thì Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Sunichi Suzuki và người đồng cấp Hàn Quốc Chu Kyung-jo dự kiến sẽ đồng ý về việc khôi phục thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương vốn đã hết hiệu lực. Các nhà phân tích cho rằng thỏa thuận hoán đổi đã hết hạn vào năm 2015 trong bối cảnh mối quan hệ hai nước ngày càng xấu do các vấn đề liên quan đến việc Nhật Bản chiếm đóng bán đảo Triều Tiên. Khôi phục thỏa thuận này sẽ tượng trưng cho sự cải thiện mối quan hệ. Thỏa thuận hoán đổi giữa hai nước được đưa ra vào năm 2001 để hỗ trợ lẫn nhau sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Ông Masato Kanda, Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách các vấn đề quốc tế của Nhật Bản, nói với các phóng viên, chúng ta phải tiếp tục cải thiện quan hệ Nhật Bản-Hàn Quốc. Điều này rất quan trọng khi các nền kinh tế trong khu vực đối mặt với rủi ro và bất ổn. Tham vọng của chúng tôi là thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực rộng lớn hơn. Hoán đổi tiền tệ song phương có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình trên. Hai bộ trưởng dự kiến cũng thảo luận về sự phát triển kinh tế toàn cầu, đầu tư cơ sở hạ tầng ở các nước đang phát triển và vai trò của cả hai trong các tổ chức tài chính đa phương. Bộ trưởng Suzuki từng nói vào tháng trước, Nhật Bản và Hàn Quốc là những nước láng giềng quan trọng, phải hợp tác để giải quyết các thách thức liên quan tới kinh tế. Chúng tôi đang bị đe dọa như chương trình tên lửa hạt nhân của Triều Tiên. Nhật Bản coi điều này là không thể chấp nhận được và hai nước phải cùng nhau giải quyết. Cuộc đàm phán tài chính song phương giữa hai nước được tổ chức lần cuối vào năm 2016. Lẽ ra cuộc đàm phán này diễn ra hàng năm theo thỏa thuận năm 2006. Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 28 tháng 6 cho biết nước này sẽ tăng hạn ngạch thị thực hàng năm cho công nhân lành nghề lên hơn 30.000 từ 2.000 như hiện nay để giúp các công ty giải quyết vấn đề khủng hoảng nhân sự. Những người Hàn Quốc trẻ tuổi miễn cưỡng đảm nhận các công việc văn phòng khiến cho lĩnh vực khác
công nghiệp và nông nghiệp của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á đang phải chật vật để lấp đầy các vị trí tuyển dụng. Trong thông báo của Bộ Tư pháp có đoạn, khi chúng tôi mở rộng và sửa đổi quy định cấp visa, hy vọng nhân lực từ bên ngoài sẽ làm dịu bớt tình hình khó khăn ở các công ty. Hàn Quốc ban đầu lên kế hoạch cho giới hạn 5.000 cho thị thực E-7-4 trong năm nay, cam kết sẽ nới lỏng tiêu chí và cho phép các công ty thuê nhiều người nước ngoài hơn. Những năm qua, thì Hàn Quốc đối mặt với tình trạng già hóa dân số ngày càng nghiêm trọng. Tỷ lệ sinh thấp khiến các công ty thiếu lao động. Bên cạnh đó, thì nhiều người trẻ Hàn Quốc chọn cách ra nước ngoài lập nghiệp cũng khiến cho tình hình thêm trầm trọng. Reuters đưa tin gã khổng lồ xe điện Tesla được dự báo sẽ tiếp tục lập kỷ lục về doanh số xe bán tại Trung Quốc trong quý này, bất chấp sức ép từ các đối thủ địa phương. Theo nhà phân tích CG của công ty chứng khoán China Merchants Bank International Securities, nhà sản xuất xe điện Tesla có thể lập kỷ lục về doanh số bán hàng quý, với doanh số ước tính 155.000 xe tại Trung Quốc trong quý 2023. Con số này tăng 13% so với quý trước. Tuy nhiên, thị phần của Tesla tại đây có thể chỉ còn 13,7%, giảm so với 16% quý 1. Ngược lại, thì các hãng xe nội địa như BYD và Aion dự kiến sẽ tăng thị phần. Trung Quốc là thị trường lớn thứ hai của Tesla chỉ sau Bắc Mỹ và cũng là nơi đặt hàng nhà máy lớn nhất của họ. Kể từ đầu năm nay, thì Tesla đã liên tục hạ giá xe điện để tăng doanh số và khơi mào cuộc chiến giá cả với các đối thủ. Đồng thời, nhà sản xuất ô tô điện cho biết họ sẽ ra mắt các phiên bản cải tiến của Model 3 và Model Y nhằm thu hút hơn nhiều khách hàng. Hãng cũng đang làm việc với giới chức Trung Quốc để được chấp thuận sử dụng phần mềm tự lái trên các xe tại nước này. Nhà máy của Tesla tại Thượng Hải đặt mục tiêu công suất hơn 1 triệu chiếc mỗi năm để bán số xe sản xuất tại Trung Quốc sang các thị trường mới trong khu vực như Thái Lan và Malaysia. Cô Mia Fan sinh sống tại thành phố Hàng Châu. Mỗi buổi sáng, người con gái 6 tuổi trước khi đến trường đều nói: "Mẹ nhớ về nhà sớm vào buổi tối nhé." Cô Fan thường gật đầu và mỉm cười trước khi ra khỏi nhà vào lúc 8 giờ 30 phút sáng. Dữ liệu thống kê của Trung Quốc gần đây chỉ ra, nền kinh tế đã không hồi phục mạnh mẽ như dự định. Các đơn hàng gửi về ít khiến nhiều nhà máy hoạt động cầm chừng, thậm chí phải sa thải bớt nhân viên. Cô Mia Fan, năm nay 35 tuổi, sau khi mất việc trong lĩnh vực tài chính đã nộp hơn 70 hồ sơ khác nhau nhưng đều không có hồi âm. Một số trả lời họ không tuyển những người ở độ tuổi của cô. Cô đành phải làm các việc thời vụ nên về nhà muộn. Ở Trung Quốc thì nhóm trung niên được xem là bắt đầu từ khi 35 tuổi. Nhiều nhà tuyển dụng cũng đặt ra ngưỡng chỉ tuyển lao động ở dưới độ tuổi này. Khu vực tư nhân Trung Quốc, xương sống của nền kinh tế và là nguồn tạo việc làm chính, vẫn đang đối mặt với tốc độ phục hồi chậm. Các cấp chính quyền đang chịu áp lực phải tạo đủ việc làm cho thanh niên. Tỷ lệ thất nghiệp của nhóm tuổi 16 đến 24 đã tăng dần kể từ năm 2020 và đạt mức cao mới trong 2 năm qua, vào tháng trước là 20,8%. Con số kỷ lục 11,58 triệu sinh viên sẽ tốt nghiệp đại học trong năm nay, được cho cũng sẽ đặt ra những thách thức khác với xã hội Trung Quốc. Nhà sản xuất dược phẩm AstraZeneca của Anh hôm thứ Tư 28 tháng 6 thông báo họ sẽ đầu tư hơn 400 triệu đô la Mỹ để trồng hơn 200 triệu cây xanh từ giờ đến năm 2030, như một phần trong chiến lược giảm khí thải carbon theo thỏa thuận khí hậu Paris. AstraZeneca là một trong những công ty niêm yết có giá trị nhất Vương quốc Anh, với vốn hóa thị trường khoảng 230 tỷ đô la Mỹ. AstraZeneca đạt doanh thu khoảng 44 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022. Cam kết mới lớn hơn nhiều so với cam kết trước đây. Năm 2020, công ty nói sẽ trồng hơn 50 triệu cây xanh đến cuối năm 2025. AstraZeneca công bố vào đầu tháng này rằng họ sẽ chuyển sang sử dụng khí sinh học được sản xuất từ phân bò và chất thải thực phẩm ở Hoa Kỳ nhằm giảm bớt phụ thuộc vào xăng dầu, cũng là để giảm bớt khí thải carbon. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng phần lớn ngành công nghiệp dược phẩm và công nghệ sinh học toàn cầu vẫn chưa đặt mục tiêu giảm lượng khí thải carbon theo thỏa thuận khí hậu Paris. Phiên xin mời quý vị cùng tiếp tục với những thông tin đáng chú ý trong nước. Thông tin từ số liệu của Tổng cục Hải quan trong 5 tháng đầu năm 2023 cho thấy dù chịu ảnh hưởng chung của suy giảm kinh tế toàn cầu, thương mại Việt Nam-Trung Quốc vẫn đạt con số bình quân hơn 10 tỷ đô la Mỹ một tháng. Cụ thể thì hết tháng 5, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 61,5 tỷ đô la Mỹ, chiếm 23,5% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước. Trong đó, xuất khẩu đạt 20,3 tỷ đô la Mỹ, giảm 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 15% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Nhập khẩu đạt 41,1 tỷ đô la Mỹ, giảm 17,5% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 32,8% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước. Đáng chú ý, xuất khẩu nông sản của Việt Nam, nhất là các mặt hàng trái cây và gạo sang thị trường Trung Quốc đang hết sức khởi sắc. Tính chung 5 tháng đầu năm, riêng xuất khẩu rau quả sang thị trường Trung Quốc thu về hơn 1,2 tỷ đô la Mỹ,
tăng đến 80,2% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương kim ngạch tăng thêm hơn 572 triệu đô la Mỹ. Thị trường Trung Quốc chiếm đến 63,47% kim ngạch xuất khẩu rau quả của nước ta trong 5 tháng đầu năm. Trung Quốc đang là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Mới đây, Tổng cục Thống kê công bố báo cáo kinh tế xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2023. Theo đó, thì tổng sản phẩm trong nước GDP quý 2 2023 ước tính tăng 4,14% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức khiêm tốn trong cả giai đoạn 2011 đến 2023, chỉ cao hơn tốc độ tăng 0,34% của quý 2 2020, giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Tính chung 6 tháng đầu năm thì GDP tăng 3,72%. Theo cơ quan thống kê, trong nửa đầu năm 2023, khu vực công nghiệp và xây dựng ngành công nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn trong bối cảnh chung của kinh tế thế giới. Theo đó, thì giá trị tăng thêm của toàn ngành này chỉ 6 tháng qua tăng 0,44% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lực đỡ cho nền kinh tế hiện nằm ở khu vực dịch vụ. Nhờ các chính sách kích cầu tiêu dùng nội địa, các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch được đẩy mạnh đã góp phần duy trì tăng trưởng của khu vực này. Giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ 6 tháng đầu năm 2023 tăng 6,33% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, thì tình hình lao động, việc làm quý 2 2023 có xu hướng tăng nhưng tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, chủ yếu do các doanh nghiệp thiếu đơn hàng sản xuất. Thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết, tính đến hết ngày 27 tháng 6 thì có 70 trên 85 dự án năng lượng tái tạo với tổng công suất 3.852 MW đã gửi hồ sơ cho công ty mua bán điện để đàm phán giá điện, hợp đồng mua bán điện. Trong đó có 59 dự án với tổng cộng công suất là 3.211 MW đã đề nghị giá tạm bằng 50% giá trần của khung giá. EVN và chủ đầu tư đã hoàn thành đàm phán giá và ký tắt hợp đồng PPA với 57 trên 59 dự án. Trong đó, Bộ Công Thương đã phê duyệt giá tạm cho 51 dự án. Ngoài ra, 19 dự án đã được Cơ quan Quản lý Nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu công trình. 27 dự án đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực toàn nhà máy. 37 dự án đã có quyết định gia hạn chủ trương đầu tư. Đặc biệt, đã có 13 nhà máy năng lượng tái tạo chuyển tiếp với tổng công suất 640,5 MW đã hoàn thành thủ tục COD, được phát điện thương mại lên lưới. Sản lượng điện phát lũy kế của các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp tính từ thời điểm COD đến ngày 26 tháng 6 đạt khoảng 68,6 triệu kWh. Trong đó, thì sản lượng điện phát trung bình ngày khoảng 3,2 triệu kWh, chiếm khoảng 0,4% tổng sản lượng nguồn điện được huy động. Liên quan đến việc phát triển đường thủy nội địa, mới đây thì Bộ Giao thông Vận tải vừa đưa ra các giải pháp, phương án, kế hoạch để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của đường thủy nội địa và hàng hải gắn với việc thực hiện quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, thì hiện thị phần luân chuyển vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa đạt 17,83%, hành khách đạt 5,03% toàn ngành. Mặc dù đã đạt được kết quả rất đáng ghi nhận, tuy nhiên thì lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải nhận định so với tiềm năng, lợi thế và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, lĩnh vực đường thủy nội địa vẫn còn khiêm tốn. Do đó, để khắc phục tình trạng trên, Bộ đã và đang triển khai đầu tư phát triển đường thủy nội địa. Cụ thể, giai đoạn 2021-2030, sơ bộ nhu cầu vốn đầu tư phát triển đường thủy nội địa khoảng hơn 157.500 tỷ đồng, dự kiến huy động ngoài ngân sách khoảng 128.600 tỷ đồng và sơ bộ nhu cầu vốn đầu tư hệ thống cảng biển khoảng 313.000 tỷ đồng, dự kiến huy động ngoài ngân sách khoảng 297.300 tỷ đồng. Bộ đang phối hợp với các địa phương xây dựng danh mục thứ tự ưu tiên các dự án để kêu gọi thu hút các nhà đầu tư có năng lực, các tổ chức tín dụng tham gia đầu tư. Thưa quý vị, theo Cục Thống kê Hà Nội cho biết, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 6 2023 trên địa bàn Hà Nội tăng 0,11% so với tháng trước và giảm 0,23% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, thì trong tháng 6 2023, 9 trên 11 nhóm hàng tăng như nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nhóm văn hóa, giải trí, du lịch, thiết bị, đồ dùng gia đình tăng. Trong đó, thì có 2 nhóm hàng giảm giá so với tháng trước, gồm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng, bưu chính viễn thông. Bên cạnh đó, bình quân quý 2 2023 CPI tăng 0,2% so với bình quân cùng kỳ năm trước. Bình quân 6 tháng đầu năm 2023, CPI tăng 1,22% so với bình quân cùng kỳ năm trước. Trong đó có 8 trên 11 nhóm hàng có CPI tăng như hàng ăn và dịch vụ ăn uống, văn hóa, giải trí, du lịch, v.v. Ngoài ra, trong tháng 6, chỉ số giá vàng giảm 0,83% so với tháng trước, tăng 3,29% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá đô la Mỹ tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 1,38% so với cùng kỳ năm trước.
Sở Tài chính Hà Nội vừa trình Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phương án dự kiến tăng giá nước sinh hoạt tại thủ đô từ ngày 1 tháng 7. Với mức giá mới thì người dân nội thành sẽ phải chi thêm từ 15.000 đến 26.000 đồng một tháng, ở nông thôn thêm từ 10 đến 13.000 đồng một tháng. Với hộ dân thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, mức giá nước sạch áp dụng tại mức sử dụng nước sạch ở 10 mét khối đầu tiên sẽ giữ nguyên. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, việc điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố là xuất phát từ những nhu cầu cấp thiết thực tế, phù hợp với chủ trương của nhà nước về đẩy mạnh công tác quản lý cấp nước và tiêu thụ nước sạch và chủ trương xã hội hóa công tác sản xuất kinh doanh nước sạch. Các hộ dân ở vùng nông thôn cũng được cung cấp nước sạch và đảm bảo mặt bằng giá giữa khu vực thành thị và nông thôn. Chất lượng nguồn nước sạch sinh hoạt được nâng cao, sức khỏe người dân ở các khu vực đó có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn được cải thiện. Đáng chú ý, từ đầu năm 2024, giá nước sạch tăng lên mức 8.500 đồng trên một mét khối. Thưa quý vị, dự kiến từ ngày 1 tháng 7 tới đây thì dịch vụ xe trung chuyển từ các quận huyện về bến xe miền Đông mới sẽ hết hiệu lực. Tuy nhiên, hiện nay thì chủ đầu tư của đơn vị này đang tiếp tục xin gia hạn. Một số đơn vị vận hành xe trung chuyển cho biết họ đã đánh giá quá trình triển khai, xe trung chuyển được hành khách đón nhận, giúp hành khách đi về đúng bến, tiết kiệm, thuận lợi. Vì vậy, các đơn vị thống nhất tiếp tục thực hiện phương án vận chuyển hành khách miễn phí từ các địa phương đến bến xe miền Đông mới và ngược lại. Theo đó, đại diện Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết đã nhận được kiến nghị nói trên. Sở nhận định việc kết nối của xe trung chuyển rất quan trọng, hỗ trợ bến xe và các nhà xe chuyên chở hành khách là loại hình cần phát triển ở Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến xử lý triệt để xe dù bến cóc. Trước đó thì nhiều tuyến xe khách dời về bến xe miền Đông mới nhưng khó hút khách bởi hành khách ngại đi xa, đường xá chưa thuận tiện, hệ thống xe bus cũng chưa đủ đáp ứng. Trước thực tế đó thì một số đơn vị vận hành xe khách đã đề xuất phục vụ xe trung chuyển miễn phí để kết nối và được chấp thuận. Thưa quý vị, khai thác mực là nghề truyền thống của ngư dân tỉnh Quảng Nam. Trong chuyến đi biển đầu tiên trong năm 2023, đội tàu câu mực xa bờ của ngư dân đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam đã khai thác được gần 80 tấn mực khô. Đây là những chuyến biển được mùa và được giá nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Theo đại diện nghiệp đoàn nghề cá xã đảo Tam Hải cho biết, trong chuyến đi biển thứ hai bắt đầu từ giữa tháng 4, 2023 đến cuối tháng 6, 2023, ngư dân xã Tam Hải đã khai thác được trên 115 tấn mực và đem phơi khô. Hiện tại mỗi ký mực khô được thu mua với giá 176.000 đồng. Như vậy, trong chuyến đi biển thứ hai trong năm 2023, ngư dân câu mực xa bờ của xã Tam Hải đạt doanh thu trên 20 tỷ đồng. Nhờ được mùa được giá, sản phẩm tiêu thụ nhanh nên ngư dân rất phấn khởi. Đội tàu câu mực xa bờ của xã Tam Hải đang chuẩn bị nhiên liệu, lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu để thực hiện chuyến đi biển dài ngày thứ ba trong năm 2023 vào đầu tháng 7 tới. Kính thưa quý vị, hiện nay do thời tiết thất thường cùng với nắng nóng khiến hàng trăm hecta vườn cây ăn quả ở Quảng Ngãi rủ lá, rụng hoa, rụng quả non vì thiếu nước tưới trầm trọng khiến cho nông dân điêu đứng vì mất mùa. Theo ghi nhận tại thôn Tân Lập, xã Hành Nhân, vùng chuyên canh cây ăn quả lớn nhất của huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, sầu riêng chôm chôm, bưởi da xanh rủ lá, rụng hoa, rụng trái non vì thiếu nước tưới khiến người nông dân nơi đây vô cùng lo lắng. Để cứu các vườn trái cây ăn trái đang kiệt sức vì thiếu nước tưới thì nhiều nông dân đã đầu tư nguồn kinh phí lớn để đóng giếng, tìm mạch nước ngầm nhưng cũng bất lực vì túi nước ngầm cũng đã cạn kiệt. Trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân huyện Nghĩa Hành đang tập trung chỉ đạo cho các vùng có diện tích cây ăn quả tập trung khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống hạn. Cụ thể là tận dụng nguồn nước từ giếng khoan hoặc từ các ao hồ hộ dân đã đào chứa trước để tưới tạm thời cho cây ăn quả. Về lâu dài thì huyện cũng tiếp tục nghiên cứu đầu tư một số kết cấu hạ tầng để kịp thời chăm sóc các loại cây trồng và các loại cây ăn quả. Vâng, kính thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc 60 phút toàn cảnh ngày hôm nay. Phi Yến chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.